nói với người quản lý thị trường bao nhiêu lợi ích bạn muốn chi tiêu. Bây giờ mình sẽ dùng cái thẻ EBT CalFresh để nhận được 10 đô la. Để xem. Hãy xem mình dùng tiền GPT CalFresh như sao. Hãy xem. Hi, how are you? I'm doing well. How are you? Good. Can I need something like that, okay? I'm looking for some carrots. Okay. How much? £1, please. Okay. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.sccgov.org/EBTMARKET-VIET để tìm thị trường tham gia gần bạn.